Tường ra đến đây chỉ hết có 30 tháng thôi, 20 rưỡi. Thế thì từ tường ra là anh phải cách 1 mét. Đấy, cũng như phải hơn 1 mét đi. Thế thì bộ này là 3 mét rưỡi nữa thì là 4 mét rưỡi. Đấy, còn 1 mét rưỡi ra cửa là đấy, nó là như thế. Còn thì đi, chỉ có một loại này với loại kia. Thế thì bác thì đấy là 2 mét. Nó vôi mắt xong rồi phải lên bộ thì... Chắc chắn lắm. Cô còn thử xem rồi. Thế em muốn ăn thì nhận được sao không được? Được. Thế này nhẹ đấy, thế lại là gì? Cô thấy là chú ở không mộ rồi đây. Hôm qua, hôm kia.